Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 98, ngày 15, Chúa vĩ đại, Kinh Thánh Sử ký nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 17, câu ghi nhớ Thi Thiên 146 câu 6 phần A. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Sử ký nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 17. Kinh Thánh Cựu Ước trang 405-406. Mà rằng lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tới Chúa là David cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật hễ điều gì miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ôi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng: ví bằng con cháu ngươi cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tới Chúa được ứng nghiệm. Câu ghi nhớ ở trong câu 16 phần câu ghi nhớ ở trong Thi Thiên 146 câu 6A. Thi Thiên 146 câu 6A Kinh Thánh Cựu Ước trang 591 câu 6A. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Trong phần tìm hiểu, tại lễ cung hiến đền thờ là lễ khánh thành đền thờ, có nghĩa là khi xây đền thờ xong thì dâng đền thờ đó, cung hiến là dâng hiến, dâng đền thờ đó cho Chúa. Vua Solomon đã khẳng định sự vô hạn vĩ đại của Chúa, có nghĩa là Chúa không có giới hạn. Mình là con người giới hạn nhưng Chúa là thần linh, Chúa không có giới hạn. Chúa vĩ đại, Chúa vĩ đại là Chúa rất là lớn, rất là quyền năng. Dù đền thờ nguy nga tráng lệ, đền thờ nguy nga tráng lệ có nghĩa là đền thờ rất là đẹp, rất là lộng lẫy, nhưng Chúa vĩ đại vì Chúa gìn giữ. Câu 14 cho chúng ta là gì? Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tới Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ. Lời giao ước. Giao ước là ngày nay mình nói dễ hiểu giống như là cái hợp đồng. Giữ lời hứa của Chúa. Chúa giữ lời hứa, Chúa giữ giao ước và lòng nhân từ. Nhân từ là tử tế, là yêu thương, là tốt bụng. Lòng nhân từ có nghĩa là tình yêu thương của Chúa dành cho kẻ tôi tới Chúa là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Câu 14. Thêm gợi ý giúp em nói với bạn: Chúa vĩ đại. Câu ghi nhớ là gợi ý cho em. Mình thêm cái gợi ý giúp mình nói với bạn của mình: Chúa là đấng vĩ đại. Chúa là đấng vĩ đại thì Chúa như thế nào? Chúa dựng nên, hay là Chúa tạo nên? Chúa tạo nên trời đất biển. Trời đất biển và mọi vật trong đó. Thank you.
mình thấy trời rộng không các em? Trời rất là rộng ha. Đi đâu cũng thấy bầu trời hết, bầu trời rất là rộng. Biển, biển rộng không? Biển cũng rất là rộng. Rồi đất, đất là kê quả đất của mình, rất là rộng lớn, hàng tỷ người sống ở trên đất. Và rất là nhiều mọi loài mà Chúa là đấng tạo dựng nên trời, đất, biển và tất cả mọi vật. Cho nên Chúa rất là vĩ đại, Chúa rất là quyền năng, Chúa rất là lớn. Đấng vĩ đại ở khắp mọi nơi, Ngài ở trong em và trong những người tin nhận Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong lòng của mình và ở trong lòng của những người tin Chúa. Thực hành, em biết đấng vĩ đại ở cùng em nên em không lo lắng mà luôn bình an và vui mừng. Chúa ở trong lòng của mình nên mình không lo lắng, mình bình an và mình vui mừng. Và ở đây có hình ảnh Chúa Giê-xu yêu thương thiếu nhi. Thiếu nhi chạy đến ôm Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu giang tay ra đón thiếu nhi. Ở phía sau này có cái hình cái cầu vồng là nói lên cái lời giao ước của Chúa, lời hứa của Chúa. Rồi phía sau này có cái nhà thờ là nơi mình đi đến để thờ phượng Chúa. Và ở cái hình nền đó là trái tim, nói đến tình yêu thương của Chúa dành cho mình. Trong phần gợi ý cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng vĩ đại đã cứu chuộc em, lắng nghe, chăm sóc và yêu thương một con người nhỏ bé như em. Mình có thể dùng cái gợi ý này để cho cái lời cầu nguyện. Kính lạy đấng vĩ đại, con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng vĩ đại đã cứu chuộc con, lắng nghe, chăm sóc và yêu thương con và mọi người chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy đấng vĩ đại, con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng vĩ đại đã cứu chuộc con, lắng nghe, chăm sóc và yêu thương con và mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta cảm nhận Chúa là đấng vĩ đại và Chúa là đấng ở trong lòng của mình. Chúa luôn chăm sóc gìn giữ mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.